Xin chào các bác. Và ngày hôm nay đồng hồ Quang Lâm có về với các bác một chiếc đồng hồ của Seiko rất là đẹp, và chiếc này là thuộc dòng Seiko Atron, sử dụng sóng GPS để cài đặt thời gian. Đây là một chiếc hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn rất đẹp. Hôm nay thì nó về và Quang Lâm sẽ cùng các bác bóc hộp và trên tay chiếc này nhé. Chiếc này của bên em về là một chiếc hàng tuyển chọn, nó thuộc diện siêu đẹp, hầu như chưa có dấu hiệu sử dụng luôn. Chiếc này thì nó là full box đầy đủ. Chúng ta sẽ có một cái hộp. Hộp này là hộp bảo quản và nó cũng có dấu hiệu bị hỏng sau thời gian rồi. Đây các bác nhé, nó bị rách cái chỗ mép hộp này rồi. Còn cái hộp bên trong thì vẫn còn rất là đẹp. Đây, đây là hộp bên trong này, không có bị làm sao hết, chỉ bị hộp giấy ở bên ngoài thôi. Đi kèm với dòng này thì sẽ rất nhiều hướng dẫn sử dụng. Chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng cho dòng 5X53 bằng tiếng Nhật này, 5X53 bằng tiếng Trung này, tiếng Trung này, và 5X53 bằng tiếng Anh. Tức là các bác dùng ngôn ngữ nào thì cũng trong ba ngôn ngữ chính đấy thì sẽ có hướng dẫn sử dụng kèm. Đây là các chú ý khi mà chúng ta sử dụng đồng hồ bằng hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Chiếc này là của nội địa Nhật. Đây cái đây đây các bác nhá, Seiko Atron SBXC006 rất đẹp. Còn đây là thẻ bảo hành Valid Only in Japan. Đây thẻ bảo hành của nó là từ ngày mua là 2 năm. Bảo hành 2 năm. Nhưng mà đấy là hàng mới, đây là hàng đã qua sử dụng rồi. Nhưng mà tình trạng của nó thì là còn đẹp gần như hàng mới luôn các bác nhé. Không có một tí vết gì cả. Rất đẹp ạ. Chiếc này là chiếc Seiko Atron GPS Solar SBXC006 các bác nhé. Và dòng này thì nó sử dụng bộ máy là 5X53. Dòng này thì nó được ra đời vào tháng 11 năm 2018. Và nó được tung ra ngoài thị trường và chủ yếu là tại Nhật thôi. Về tình trạng thì như anh em có thể nhìn thấy, nó là một chiếc hàng đã qua sử dụng lướt. Và như anh em có thể nhìn thấy là hầu như không có một tí vết gì cả luôn. Như hàng mới luôn ạ. Đó, thân vỏ của nó này không có một vết xước nào luôn. Có thì cũng chỉ có một chút rất nhỏ, mắt thường chưa nhìn thấy đâu. Trên vành benzen thì anh em có thể nhìn thấy là chưa có một vết va quệt hay là xước gì cả. Cái vành này của nó là vành ceramic đấy, vành gốm đấy, nên là nó chống xước tốt lắm. Cái mặt kính sapphire không có một vết xước nào cả. Tình trạng thì em đánh giá nó còn khoảng 95%, vẫn còn rất đẹp. Chiếc này có size là 42,5 anh em nhé. Size 42,5. Và độ dày ở đây là 12,4. Lắc to lắc là 50,2. Dây ở đây thì nó sẽ rơi vào 20. Với size 42,5 này nó sẽ phù hợp với lại những anh em mà có cổ tay tầm 16 trở lên. 16, 16.5, 17, 17.5, 18 là anh em đeo dòng này rất đẹp đấy. Cổ tay vừa và cổ tay hơi to một chút là đeo rất đẹp. Đó, mặt kính sapphire nó trong lắm, như là không có kính vậy. Đấy, chúng ta có thể thấy là cái độ chế tác của cái dòng Atron này. À, cái dòng này nó giá niêm yết của nó lên tới hơn 50 triệu cơ ạ.
nếu mà hàng mới mua tại thời điểm năm 2018-19 là nó rơi vào tầm hơn 50 triệu hàng mới. Còn bây giờ thì hàng này nó cũng giảm giá đi rất nhiều rồi, chỉ còn có hơn 20 triệu thôi. Góc 3 giờ thì anh em sẽ có một cái ô lịch thứ này. Rồi góc 6 giờ thì có một cái múi giờ thứ hai. Tức là trên đồng hồ này các bác có thể sử dụng đồng hồ chính to này là hiển thị giờ Việt Nam, và đồng hồ bé ở dưới này nó hiển thị giờ của một thành phố khác ở trên thế giới. Chúng ta có thể sử dụng được. Và góc 4 giờ chiếu thẳng ra đây là cái giờ GMT của đồng hồ múi giờ thứ hai. Và đây là cái kim hiển cái sắp đây hồ hiển thị mức năng lượng ở góc 9 giờ này. Các bác có thể nhìn thấy cái kim mốt nó hiển thị mức năng lượng. Leap second tức là giây nhuận. Rồi là O2 ST, DST là giờ mùa hè. Với bộ máy 5X53 này thì đồng hồ Quang Lâm đã có một cái video hướng dẫn chi tiết tất cả các chức năng của chiếc đồng hồ này. Các bác có thể click vào cái đường link trong phần miêu tả để xem hướng dẫn của nó. Thì với một video khoảng 15 phút thì anh em có thể sử dụng thuần thục được chiếc này. Bộ kim hình lưỡi kiếm và có dạ quang. Em sẽ test dạ quang để anh em cùng kiểm tra nhé. Dạ quang của nó thì như các bác có thể thấy là trên kim giờ, kim phút và cuối của kim giây cũng có dạ quang nhé. Dạ quang cũng tương đối sáng đấy. Đó, dạ quang kim giờ, kim phút. Ở góc 4 giờ thì có ô hiển thị lịch ngày. Ở bên đây chúng ta có ba cái núm này. Đó, rất là khỏe khoắn và thể thao. Và bên ngoài là kính sapphire nguyên khối. Ở bên ngoài này là cái vành City Code cho cái đồng hồ hiển thị múi giờ thứ hai, giờ UTC của giờ thế giới đấy. Thế còn về phần máy thì ở đây như anh em có thể nhìn thấy họ sử dụng bộ máy 5X53, không có một vết xước nào luôn này. 5X530A B0 made in Japan Seiko. Chống nước ở chiếc này là 13 100 m nước. Đi mưa rửa tay tắm giặt bơi lội thoải mái. Đặc biệt là dây cao su nữa. Nên là thoải mái nước nôi. Vành ceramic này và thân là titanium. Thân được làm bằng titanium, vành này là ceramic. Và mã số seri của nó là 891990. GPS Solar. Bộ máy 5X53 này thì nó là bộ máy có GPS, chức năng GPS tức là chức năng sử dụng sóng vệ tinh toàn cầu để hiệu chỉnh thời gian. Và sóng vệ tinh này thì nó khác với sóng radio, tức là ở nơi nào trên đất trên trái đất nó cũng đều có sóng GPS cả. Và nó bắt sóng GPS và nó tự động nó hiệu chỉnh thời gian mà chúng ta không cần phải chỉnh cái gì cả. Đấy là một cái chức năng cực kỳ hay và cực kỳ xuất sắc của dòng Seiko. Và sai số là bằng không, tức là tuyệt đối chính xác luôn. À, nếu mà sử dụng GPS. Còn ngoài ra thì nó còn có một chức năng là không dùng sóng GPS mà chúng ta có thể cài đặt thủ công mà dùng như một chiếc đồng hồ thông thường. À, thì nó có hai cái. Cái dòng Astron này nó tại sao lại đắt là vì nó có chức năng tự động dò sóng GPS để nó hiệu chỉnh thời gian và độ chính xác tuyệt đối, cho nên là nhiều người rất là thích cái dòng này, không có sai số gì luôn. Đồng hồ pin hoặc solar hoặc đồng hồ cơ Rolex hay là Omega đắt tiền thì cũng đều có sai số. Nhưng riêng cái dòng này GPS là nó không có sai số luôn. Nó made in Japan nhé. Đi kèm với chiếc này chúng ta sẽ có một bộ thân vỏ bằng titanium và được mạ màu vàng yellow gold, và một bộ dây cao su với cái khóa cũng được mạ ion màu đen. Em sẽ đeo thử chiếc size 42,5 này trên cổ tay 16.5. Size của nó là 42,5 và cổ tay em là 16.5. Em sẽ đeo để anh em cùng ướm. Và với size này thì nó sẽ phù hợp với lại những anh em mà có cổ tay tầm 16, 17, 18 là anh em đeo dòng này rất đẹp đấy ạ. Đó, mặt kính sapphire nguyên khối này. Có lịch ngày, có lịch thứ, có giờ thế giới này, xong lại có nước mức hiển thị năng lượng này. Mặt kính sapphire, xong lại vành ceramic, xong lại có chức năng GPS tự động dò sóng radio dò sóng GPS để hiệu chỉnh thời gian, không có sai số. Rồi là pin thì pin năng lượng ánh sáng, không bao giờ phải thay. Đó thì đây là những cái chức năng cũng như là cái tính năng cấu tạo nên một chiếc đồng hồ GPS solar
của Seiko, giá nó niêm yết của nó lên tới hơn 50 triệu. Như chiếc này thì như các bác có thể nhìn thấy tình trạng hàng em đánh giá còn khoảng 95%, còn rất đẹp. Ở đây nó chỉ là những cái bụi, nó bụi lông của cái găng tay nó dính vào thôi nhé các bác nhé, còn lại là rất đẹp. Chiếc này của bên em có giá bán là 21 triệu, có mã số là 5430. Anh em nào quan tâm đến mẫu này cũng như là các mẫu đồng hồ khác có thể truy cập vào website đồnghoquanglam.com và ô tìm kiếm anh em đánh mã số của sản phẩm cũng như là tên của các đồng hồ mà anh em đang cần tìm. Là đồng hồ Quang Lâm với phương châm nói thật giá thấp, hy vọng anh em sẽ tìm được những chiếc đồng hồ đẹp và ưng ý, và bên em luôn luôn sẵn sàng tư vấn thông tin dành cho các bác với các đầu số 1900 3468 hay là hai số hotline sử dụng Zalo 0915 559 883 hoặc là 0834 69 6699. Và đồng hồ Quang Lâm nói thật giá thấp trong video như thế nào thì các bác sẽ nhận hàng đúng như vậy. Xin chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.